Xin chào các bạn. Nội dung của video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung thiên nhiên nhiệt độ ẩm gió mùa phần tiếp theo. Đây chính là nội dung nối tiếp mà các bạn đã được tìm hiểu trong bài 9 thiên nhiên nhiệt độ ẩm gió mùa. Thì phần nội dung của bài 9 cô đã chia sẻ với các bạn trong video trước đây. Các bạn có thể tham gia đăng ký vào kênh YouTube Yêu Địa Lý Học Địa Lý để tìm lại những nội dung và cũng như những video bổ ích lý thú mà cô đã chia sẻ với các bạn. Thì trong nội dung của bài 9, chúng ta đã tìm hiểu về nội dung là khí hậu mang tính chất nhiệt độ ẩm gió mùa. Và nội dung của bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái phần nội dung còn lại thuộc cái nội dung nhiệt độ ẩm gió mùa của thiên nhiên nước ta. Thì để tìm hiểu về nội dung của bài học ngày hôm nay, ngoài cuốn sách địa lý lớp 12 là tài liệu chính thống, chúng ta còn sử dụng cuốn Atlas Địa lý Việt Nam. Và trang Atlas Địa lý chúng ta sử dụng chủ yếu đó chính là các trang 6, 7, trang 10, trang 11, trang 12, trang 13 và trang 14. Từng nội dung cụ thể, từng thành phần tự nhiên cụ thể được tìm hiểu, chúng ta sẽ sử dụng từng trang Atlas địa lý tương ứng. Thế về nội dung bài học của bài 10, các bạn sẽ tìm hiểu hai nội dung. Nội dung thứ nhất là tìm hiểu về các thành phần tự nhiên khác. Thì ở đây cái đề mục ấy, nó có sự liên hệ với bài 9. Là bài 9 các bạn đã được học về khí hậu mang tính chất nhiệt độ ẩm gió mùa. Thì cái phần bài 10, các thành phần tự nhiên khác, nghĩa là chúng ta tìm hiểu về tính chất nhiệt độ ẩm gió mùa được thể hiện qua các thành phần tự nhiên khác ngoài thành phần khí hậu mà các bạn đã được học. Và đó là các thành phần nào? Gồm có địa hình, sông ngòi, đất và sinh vật. Nội dung thứ hai trong bài 10 chúng ta tìm hiểu đó chính là ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt độ ẩm gió mùa tới sản xuất và đời sống của con người. Sau đây chúng ta sẽ đi vào từng nội dung cụ thể. Hai, các thành phần tự nhiên khác. Nếu nhìn vào hình ảnh này, thì minh họa này, các bạn sẽ nhận thấy ngay là cái thành phần tự nhiên mà chúng ta sẽ đề cập tiếp theo sau thành phần khí hậu đó chính là địa hình. Và địa hình nhiệt độ ẩm gió mùa thì các bạn đã được tìm hiểu trong nội dung của bài 6. Đó là về đặc điểm chung của địa hình nước ta. Thì trong 4 đặc điểm chung của địa hình nước ta thì chúng ta có đặc điểm thứ 3 là địa hình nhiệt độ ẩm gió mùa. Và vì sao địa hình nước ta lại mang tính chất nhiệt độ ẩm gió mùa? Thì một trong những cái nguyên nhân của nó đó chính là tác động là ảnh hưởng của khí hậu nhiệt độ ẩm gió mùa tới địa hình nước ta. Vậy biểu hiện của địa hình nhiệt độ ẩm gió mùa thì có hai biểu hiện chính. Thứ nhất là xâm thực mạnh ở khu vực đồi núi. Thì biểu hiện của quá trình xâm thực mạnh khu vực đồi núi là gì? Trên các sườn đất dốc mà bị mất lớp phủ thực vật thì đất bị xói mòn trơ sỏi đá. Thì các bậc thềm phù sa cổ thì bị các dòng chảy chia cắt mạnh thành các vùng đồi núi thấp xen lẫn với thung lũng rộng. Rồi thì các hiện tượng như đất trượt, đá lở thì thường xuyên xảy ra, hoặc là ở dạng địa hình đá vôi thì sẽ xuất hiện dạng địa hình caster, là địa hình hòa tan đá vôi và các đá dễ hòa tan của nước mà chứa axit trong nước, hình thành các cái dạng địa hình đặc trưng, ví dụ như là các thung khô, ví dụ như các hang động caster, các cánh đồng caster như Phong Nha Kẻ Bàng, như hang Sơn Đòn, như vịnh Hạ Long. Biểu hiện thứ hai của địa hình mang tính chất nhiệt độ ẩm gió mùa đó chính là bồi tụ nhanh ở khu vực đồng bằng. Và cái bồi tụ này thì chúng ta phải hiểu là gì? Nó là hệ quả của quá trình xâm thực mạnh của khu vực đồi núi. Thì cái biểu hiện của địa bồi tụ nhanh ở khu vực đồng bằng ở nước ta đó là hàng năm thì đồng bằng sông Hồng và phía tây nam của đồng bằng sông Cửu Long thì vẫn lấn ra biển từ vài chục cho đến gần trăm mét. Đây chính là bồi tụ nhanh ở các đồng bằng. Phần nội dung kiến thức này thì cô không cho các bạn ghi cụ thể bởi vì chúng ta đã được tìm hiểu rất kỹ trong nội dung của bài 6. Các bạn có thể tìm lại trên kênh YouTube của cô để tìm các nội dung của bài 6 cũng như bài 7 và các nội dung liên quan đến bài học. Thành phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó chính là sông ngòi. Thì cái biểu hiện của sông ngòi mang tính chất nhiệt độ ẩm gió mùa thì ở đây các bạn phải hiểu thế này. Chúng ta nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới, tức là vùng khí hậu nóng. Vì vậy nên chế độ sông thì phụ thuộc vào chế độ mưa, phụ thuộc vào khí hậu. Vì nguồn cung cấp nước cho sông của nước ta thì chủ yếu là từ nước mưa. Do đó là gì?
Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thì cũng sẽ làm cho sông, ngòi, nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, và nó được thể hiện qua ba biểu hiện chính. Biểu hiện thứ nhất là nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc. Để chứng minh cho đặc điểm này thì chúng ta có các số liệu sau. Thứ nhất là nước ta thì có 2.360 con sông có độ dài trên 10 km. Dọc bờ biển trung bình cứ 20 km chúng ta lại gặp một cửa sông. Và sông ngòi nước ta thì nhiều nhưng lại phần lớn là sông nhỏ. Có một số sông có diện tích, có chiều dài lớn hơn cả thì lại chủ yếu là bắt nguồn từ bên ngoài lãnh thổ. Ví dụ như sông Hồng, ví dụ như sông Đà, ví dụ như là sông Cửu Long. Biểu hiện thứ hai của sông ngòi mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa đó chính là sông ngòi nước ta thì nhiều nước và sóng phù sa. Sông ngòi nước ta thì có một lưu lượng nước lớn, tổng lượng nước hoạt động trong năm là khoảng 839 tỷ mét khối trên một năm, trong đó 60% lượng nước là được cung cấp từ bên ngoài lãnh thổ, bởi vì đây gắn liền với các con sông lớn bắt nguồn từ bên ngoài lãnh thổ. Và tổng lượng phù sa hàng năm của sông ngòi trên toàn lãnh thổ nước ta là khoảng 200 triệu tấn phù sa trên một năm. Cái lượng phù sa này thì chúng ta phải hiểu là ngoài yếu tố là khí hậu, lượng mưa thì còn do tác động của địa hình. Đó là địa hình chúng ta là có núi nên quá trình xâm thực diễn ra mạnh, cộng với lại quá trình phong hóa đất diễn ra mạnh làm cho tầng đất dày nó cung cấp cái vật liệu phù sa cho sông, để sông mang theo, vận chuyển theo và bồi tụ như các đồng bằng lớn. Đặc điểm thứ ba, biểu hiện thứ ba của sông ngòi mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa đó là chế độ nước theo mùa. Thì cái này chúng ta phải hiểu là gì? Do sông của chúng ta được cung cấp nước chủ yếu là từ nước mưa, nên cái nhịp độ dòng chảy sông thì theo sát nhịp điệu mưa, và mùa lũ trên sông thì trùng với mùa mưa, và mùa cạn trên sông thì trùng với mùa khô. Cái đặc điểm này các bạn sẽ thấy rõ ở trong Atlas Địa lý Việt Nam trang về hệ thống sông, và chúng ta có một cái bản đồ biểu đồ phụ ấy, là lưu lượng nước trung bình của các con sông. Trong đó có 3 con sông nổi bật là sông Hồng tiêu biểu cho miền Bắc, sông Đà Rằng tiêu biểu cho các sông ở miền Trung, và sông Mê Công là tiêu biểu của miền Nam. Thì chúng ta đều nhận thấy là chế độ nước sông thì theo sát chế độ mưa, mùa lũ thì trùng với mùa mưa và mùa cạn thì trùng với mùa khô. Một đặc điểm nữa của chế độ nước theo mùa đó là chế độ mưa nước ta thì có sự diễn biến thất thường. Đây chính là đặc trưng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nên dẫn tới chế độ dòng chảy sông ngòi cũng có sự diễn biến thất thường theo chế độ mưa. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu đặc điểm là sông ngòi mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Chúng ta sẽ chuyển sang thành phần tiếp theo, đó chính là đất. Thì các bạn phải nhìn này, cái hệ đất chính ở nước ta thì có hai hệ đất chính là hệ đất ferrite tiêu biểu cho vùng đồi núi và hệ đất phù sa thì tiêu biểu cho khu vực đồng bằng. Vậy đối với vùng nhiệt đới ẩm gió mùa thì chúng ta phải khẳng định là quá trình ferrite là quá trình hình thành đất đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Và cái biểu hiện, cái quá trình hình thành này nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể. Khí hậu nhiệt đới ẩm thì có nền nhiệt cao và độ ẩm cao, do đó quá trình phong hóa sẽ diễn ra mạnh, tạo nên một tầng đất dày. Tuy nhiên, khí hậu nhiệt đới ẩm thì có lượng mưa lớn, mà mưa thì lại tập trung theo mùa. Mưa nhiều thì làm rửa trôi các chất bazơ dễ tan ở trong đất, ví dụ như Ca2+, Magie2+, Kali2+, làm cho đất chua, đồng thời tích tụ oxit sắt Fe2O3 và oxit nhôm Al2O3 nên đất có màu đỏ vàng. Đất này được gọi là đất ferrite, tức là viết tắt của gì? Của Fe, của Al, nhôm, sắt và nhôm, và cái đuôi ít phía sau đó là oxit. Chúng ta hiểu ferrite là đất tích tụ oxit sắt và oxit nhôm nên nó có màu đỏ vàng. Nó chua bởi vì nó bị rửa trôi đi các chất bazơ dễ tan rồi. Thì đấy chính là đặc điểm của đất ferrite. Và trong Atlas Địa lý Việt Nam trang về các nhóm và các loại đất chính thì chúng ta thấy là gì? Nhóm đất ferrite với các loại đất ferrite khác nhau thì là nhóm đất chủ yếu
của nước ta. Quá trình ferrit diễn ra ở vùng đồi núi thấp trên đá mệ axit nên đất ferrit là loại đất chính của vùng đồi núi nước ta. Vì là gì? Phần lớn diện tích nước ta là đồi núi và lại chủ yếu là đồi núi thấp. Thành phần tiếp theo mang tính chất nhiệt độ ẩm gió mùa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó chính là sinh vật. Thì sau ảnh hưởng của khí hậu thì hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của nước ta là rừng rậm nhiệt độ ẩm lá rộng thường xanh. Cái cảnh quan thiên nhiên này thì nó khác hẳn với cảnh quan của các nước cùng vĩ độ như Tây Nam Á hoặc là Bắc Phi. Và cái rừng này có đặc trưng là gì? Rừng với thành phần loài và tính đa dạng sinh học rất là cao. Rừng có nhiều tầng cây, nhiều tầng tán và thường xanh là quanh năm. Và đây chính là rừng nguyên sinh đặc trưng của chúng ta. Tuy nhiên, hiện nay thì rừng nguyên sinh còn lại rất ít, chủ yếu là chúng ta khai thác bừa bãi và do ảnh hưởng của thiên tai, ví dụ như cháy rừng. Nên là chủ yếu là rừng thứ sinh với các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa biến dạng khác nhau như gió mùa thường xanh này, rừng gió mùa nở rụng lá này, rừng thưa khô rụng lá này, cho tới cả savan hoặc là bụi gai hạn nhiệt đới ở vùng cực Nam Trung Bộ. Đối với rừng mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thì có một đặc điểm rất quan trọng, đó là gì? Thành phần loài nhiệt đới thì chiếm ưu thế. Thực vật sẽ chủ yếu là các cây nhiệt đới như các cây họ đậu, họ vang, họ sông tằm. Còn động vật thì chủ yếu là các loài chim thú nhiệt đới như công này, chĩ này, gà lôi này, vẹt. Thì đấy chính là đặc điểm về thành phần loài của rừng nhiệt đới ẩm gió mùa. Và có thể nói là gì? Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất ferrit là cảnh quan tiêu biểu, hệ sinh thái tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta. Như vậy là sinh vật cũng là phần cuối cùng kết thúc về biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 3 và cũng là nội dung cuối cùng của bài học này. Đó chính là ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất và đời sống. A. Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Có thể nói là thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thì ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động sản xuất và đời sống. Tuy nhiên là nó ảnh hưởng trực tiếp nhất và rõ rệt nhất là tới hoạt động sản xuất nông nghiệp. Và cái ảnh hưởng này sẽ được tìm hiểu trên hai khía cạnh. Một là những thuận lợi và hai là những hạn chế. Thì về thuận lợi thì có thể nói là gì? Biểu hiện của nhiệt đới ẩm gió mùa đó chính là nền nhiệt và ẩm cao cộng với sự phân bố khí hậu. Nó đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta phát triển nền nông nghiệp thâm canh lúa nước, đẩy mạnh tăng vụ, đẩy mạnh đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, đa dạng hóa sản phẩm và từ đó là hướng tới nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Thứ hai là cái nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên nước ta thì nó giúp chúng ta đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông lâm kết hợp để phục hồi cái lớp phủ thực vật trên những cái vùng đất trống đồi trọc mà đã bị mất lớp phủ thực vật. Bên cạnh những thuận lợi thì cái thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa cũng đem đến nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Và tiếp theo phần hạn chế của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa tới các hoạt động sản xuất khác và đời sống thì chúng ta có là đặc điểm của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, đó là có lượng mưa và độ ẩm lớn, và điều này nó gây khó khăn trong việc bảo quản các cái máy móc thiết bị. Và chúng ta nhận thấy ngay là những cái thiết bị máy móc của chúng ta, đặc biệt là bằng kim loại, thì nó thường xuyên bị hoen rỉ, bị hao mòn trong quá trình sử dụng và nó rất gây khó khăn trong vấn đề bảo quản. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thì cũng thường xuyên xuất hiện những cái thiên tai nó đe dọa hàng năm và ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất và đời sống, ví dụ như bão này, lũ lụt này, hạn hán này, sương giá, sương muối, cũng như là các cái hiện tượng thời tiết thất thường như dông này, lốc này, mưa đá thì nó cũng thường xuyên xảy ra. Đặc biệt là trong thời gian gần đây dưới tác động của biến đổi khí hậu thì những cái hiện tượng thất thường này của thời tiết nó cũng diễn ra với tần suất nhiều hơn và cái mức độ nghiêm trọng của nó cũng gia tăng lên, ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất và đời sống của con người. Và cuối cùng là gì? Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thì làm cho môi trường sống, môi trường sản xuất, môi trường tự nhiên nó dễ bị suy thoái.
Và điều này nếu như chúng ta không có biện pháp để sử dụng hợp lý, cũng như là phòng chống những cái suy giảm tài nguyên thiên nhiên, phòng chống thiên tai, thì sẽ làm cho môi trường của chúng ta là biến đổi rất nhanh và theo chiều hướng tiêu cực, nó ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của con người. Như vậy là trong khoảng thời gian vừa qua của video, cô cùng các em đã cùng nhau tìm hiểu những cái đặc điểm thiên nhiên thì để ẩm gió mùa được biểu hiện qua các cái thành phần tự nhiên còn lại là địa hình, là sông ngòi, là đất và là sinh vật. Và chúng ta cũng đã tìm hiểu cái ảnh hưởng của thiên nhiên để thấy ẩm gió mùa tới hoạt động sản xuất và đời sống, đặc biệt là hoạt động sản xuất nông nghiệp, để từ đó chúng ta sẽ có những biện pháp, những cái phương hướng để khai thác những cái lợi thế thuận lợi của tính nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên nước ta đối với sản xuất và đời sống, đồng thời là khắc phục những cái khó khăn hạn chế của cái thiên nhiên này mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa này tới hoạt động sản xuất và đời sống của nước ta. Bài học hôm nay của chúng ta thì kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lý thú tiếp theo. Sẽ cùng các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.